Kính thưa quý Phật tử thân mến, nói gì thì nói, khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì mình phải biết việc của mình đang làm như thế nào. Thứ hai, chúng ta biết mình phải làm việc đó ra sao. Và thứ ba, chúng ta biết là lợi ích của việc đó như thế nào. Tại nếu mình đi chùa mà mình không biết mình đi chùa để làm gì, mình đi chùa mà mình không biết mình đi chùa cần phải làm như thế nào, và mình cũng không biết bao nhiêu năm nay tu tập có lợi ích gì không, thì chúng ta đi chùa có bền không ạ? Dạ không bền. Hôm nay đi thích thì đi, hôm nay có chương trình thì đi, hôm nay ai kêu thì đi. Còn hôm nào không có chương trình, không có ai kêu, không có động lực thì ở nhà. Còn bây giờ mình hiểu thế nào là đi chùa, thế nào là đi tu. Và khi đi tu, khi đi chùa chúng ta cần làm điều gì? Và khi chúng ta đã hiểu đúng vấn đề đi chùa rồi, chúng ta biết cần làm điều gì khi đi chùa, mình sẽ có được những lợi ích gì. Thì để biết được ba điều này thì chúng ta sẽ vững vàng hơn về vấn đề đi chùa. Sau này dù có trời mưa, dù có trời gió chẳng hạn, dù có không ai rủ đi chùa, mình có đi không ạ? À, có đi. Dù hôm nay không phải là lễ Phật đản, không phải là lễ Vu Lan, cũng không phải đúc chuông đúc đồng gì cả, cũng không phải ngày lễ ngày hội gì cả, nhưng mà chùa có khóa tu, mình có đi không? Có. Thậm chí chùa không có khóa tu mà biết mỗi tối chùa có tụng kinh, có lễ Phật thì mình có tới không ạ? Có. Và tu như vậy mới có kết quả. Ở đây chúng ta có nuôi gà không ạ? À, nuôi gà mà gà ấp á, gà mái đó, có nuôi không nhỉ? À dạ. Ví dụ như mình nuôi một con gà, nó đẻ được trứng, nó đẻ khoảng 10 quả, 8 quả hoặc là 12 quả chẳng hạn. Tại hồi xưa nhà cái thành cũng có nuôi gà, gà mái. Và nó ấp đúng không quý Phật tử? Đẻ đúng số trứng rồi nó sẽ ấp. Thì chúng ta thấy con gà mái nó ấp nó khác với con gà thường là như thế nào? Nó có đi kiếm ăn như con gà thường không? À dạ không, đúng ạ. Đến giờ ăn nó có nhảy xuống ăn như con gà thường không? Không. Mà như thế nào? Nó ấp liên tục để giữ độ ấm của trứng. Lúc nào mà đói quá, lúc nào mà khát quá thì như thế nào? À, nó nhảy xuống mà nó ăn. Nó ăn rồi nó uống nước. Thì cái thời gian nó ăn và nó uống nước so với thời gian nó ăn và nó uống nước trước khi nó ấp trứng thì cái nào nhanh hơn? À, trong khi ấp. Tại vì sao? Tại vì thời gian nó ăn nó phải canh như thế nào, nó vừa đủ độ no, thậm chí chưa quá no, đúng không ạ? Chưa đầy đủ lắm, nhưng cái thời gian nó trứng vẫn còn độ nóng thì nó phải chạy lên liền, tiếp tục ấp. Chứ nếu nó mà nhảy xuống, nó đi chỗ này đi chỗ kia, ăn chỗ này ăn chỗ kia, rồi ngắm cảnh, rồi ăn cho no, uống nước cho đủ, lên trứng nó như thế nào? À, nó nguội, nó lạnh và nó ấp, ấp nó nóng lại, nóng nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng nở không? À, thay vì hai mấy ngày là nó nở thành con, đúng không? Nhưng mà ấp cả năm nó cũng không nở, trứng nó bị thúi. Vì sao? Vì cái độ nóng duy trì không đủ, không đầy. Cũng vậy, mình tu cũng vậy đó. Hôm nay mình tu, mai nghỉ. Một năm 365 ngày, đi chùa có 10 ngày à? Thậm chí có nhiều người đi chùa có 4 ngày à? Những ngày lễ lớn, Phật Lãng, Vu Lan gì đó thôi. Rồi có nhiều người cả đời không tu, đến lúc mất rồi, trong người nhà mình có người mất đó, bắt đầu lên nhờ quý thầy cầu siêu. Mà người đó chưa bao giờ tới chùa tu cả. Thì quý thầy thương đấy, có làm lễ cầu siêu đó, nhưng mà có siêu được không? Làm sao mà siêu được không? Đúng không? Ai ăn nấy nò, ai tù nấy trứng. Một cái cây nó nghiêng về phía này, mình cưa gốc đổ về phía này. Nó nghiêng về phía này, cưa gốc đổ về phía này. Mình sau khi mình chết, mình nhắm mắt lìa đời, mình sinh về cõi giới nào, mình có siêu hay không là do mình. Quý thầy chỉ hộ niệm, quý thầy chỉ trợ niệm, quý thầy chỉ trợ duyên mà thôi. Nên quý Phật tử nhớ, lúc mà có người nào mất mình hay đi hộ niệm đó, đúng không? Tại sao gọi là hộ? Tại chỉ là phụ thôi. Còn chính niệm là ai? Chính người đó trong lúc tu như thế nào. Thậm chí người đó tu đã rất tốt rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ tới hộ niệm cho có lễ thôi, bằng tất cả sự thành kính thôi, rất nhanh họ siêu ngay và luôn. Thậm chí mình chưa kịp tới hộ niệm họ đã siêu rồi. Còn có nhiều người cả đời không tu, quý thầy cũng thương, quý thầy cũng khế lý, khế cơ, cũng phương tiện đấy, cũng cúng kiến đấy,
Rồi đạo tràng chúng ta cũng tới hộ niệm, nó có kết quả không? Có, nhưng có lớn không ạ? Không, nếu họ làm điều ác thì mãi mãi không siêu được. Vì vậy, khi hiểu được đạo Phật rồi, chúng ta phải tu hết sức, tinh tấn, kiên trì. Nhìn hình ảnh một con gà nó ấp trứng, đúng ạ? Nó còn phải có sự kiên nhẫn thì trứng mới nở được. Còn chúng ta bữa nay tu, bữa mai nghỉ, đúng không ạ? Thì cũng có lợi ích đó, nhưng lợi ích có nhiều không ạ? Dạ không. Cũng vậy, có nhiều người đi tu rất đều, rất thường xuyên, nhưng không nghe giảng. À, thì như thế nào? Cũng không biết đường mà tu. Nên các ngài mới nói rằng tu mà không học thì giống như tu mù. Nhưng mà học không chịu tu thì như thế nào nhỉ? Thì giống như cái đại đường sắt, như cái thùng rỗng kêu to. Còn nếu chúng ta là một người đệ tử Phật có lý tưởng, có trí tuệ chân chính thì tu và học phải song hành. Phải song hành quý Phật tử ạ. Như vậy mới có được lợi ích. Vậy hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vì sao phải đi chùa, đi chùa như thế nào và có những lợi ích gì. Đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vì sao phải đi chùa. Vì sao nhỉ? Chùa có cái gì mà tự nhiên mình phải tới chùa nhỉ? À, phải có cái gì mình mới tới chứ, đúng không? Chùa không có cái gì hết, mắc gì tới nhỉ? Chùa có gì? Có tam bảo, đúng không? Tam là mấy nhỉ? À dạ đúng rồi, tam là ba, bảo là gì nhỉ? Quý giá, đúng rồi, bảo bối, bảo vật đấy. Tam bảo là ba điều quý giá, gồm có gì? Phật bảo, pháp bảo và... À đúng rồi, tăng bảo. Ở chùa chúng ta có ba ngôi báu. Và ba ngôi báu này nếu chúng ta đem cả cuộc đời của mình nương tựa vào Phật, vào pháp, vào tăng thì cuộc đời chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Cụ thể hôm qua chúng ta đã chia sẻ rồi đúng không? Khi mình quay trở về nương tựa vào Phật, vào pháp, vào tăng thì đầu tiên chúng ta như thế nào? Đóng lại ba con đường, ba con đường ác đạo, gồm có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, á súc sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sanh. Nên chúng ta tới chùa mình có Phật pháp nương tựa, gồm có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì chúng ta đóng lại được ba con đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đừng bao giờ nghĩ cuộc đời chỉ có một kiếp để sống. Đây có phải là kiếp cuối cùng chúng ta được sinh ra, được sống không quý Phật tử? Có phải là kiếp đầu tiên không ạ? Dạ không. Trước đó đã vô lượng kiếp và phía sau cũng vô lượng kiếp. Kiếp người chỉ là một trạm trung chuyển thôi, chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu khéo tu thì nổi, mà vụng tu thì chìm. Khéo tu nghĩa là sao? Nương tựa vào Phật pháp mà tu, nương tựa vào Phật, vào pháp, vào tăng để mà tu. Thì khéo tu chúng ta sẽ nổi. Nổi đi đâu? Nếu có cơ may xin làm người tiếp tục tu. Phước nữa xin vào các cõi trời để tu nữa, được chứng đắc được các quả vị giải thoát, giác ngộ không còn phiền não nữa. Còn vụng tu thì như thế nào? Không biết nương tựa vào tam bảo để tu. Thậm chí có nhiều người nương tựa vào tam bảo để tu mà mình còn đi phá, mình còn đi quậy, mình còn đi chê bai, mình còn đi đả kích, mình còn tạo những cái nỗi khổ niềm đau, mình còn tạo những chướng ngại cho người khác không tới chùa được thì vũng tu đấy. Đọa chắc chắn sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nên đây quý Phật tử thấy có gặp nhiều người phá đạo chưa? Có. Mình đi chùa họ bắt đầu họ nói, đúng không ạ? Ý là người ta nói là ác mới tới chùa tu, còn tôi ăn hiền ở lành mắc gì tu, đúng không ạ? Phật tại tâm mắc gì lên chùa. Ở nhà cũng có Phật, trong tâm có Phật mắc gì lên chùa mà tu.
Rồi tu là tụng kinh được rồi, mắc gì phải nghe giảng, đúng không ạ? Toàn là ma mị không ạ? Rồi đi chùa nhiều lúc nó đổ nghiệp đấy, đừng có đi, tụng kinh nó đổ nghiệp đấy. Rồi nhiều người không đủ niềm tin là như thế nào nhỉ? Không đi chùa. Hoặc là mình đang tổ chức những cái pháp hội này, mình giảng pháp, mình chia sẻ đạo lý, nhưng có nhiều người họ không vui, họ không hoan hỷ. Thậm chí có nhiều người họ đi phá đâu cái Phật tử ạ. Thì đó là những người phá đạo đấy. Mình khéo tu, mình vừa nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, mà chúng ta còn rủ nhiều người đến nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng nữa, chắc chắn chúng ta sẽ có phước báo. Chỉ qua một buổi tối thôi, đúng không ạ? Số lượng chúng ta tăng lên gấp 3. Vì sao? Tại vì mình nghe, mình hiểu được Phật pháp vi diệu quá. Thế là chiều nay mình rủ nhiều khác đi tu nữa. Có phước không ạ? Có. 8 tháng chúng ta bằng một tràng pháo tay. Nên cuộc đời này không chỉ rải hoa hồng mà còn có nhiều trong gai sỏi đá. Nên mong sao những người không hiểu đạo, phá đạo, ngăn cản người khác đến với đạo thì sớm như thế nào ạ? Tỉnh giác hồi đầu, đúng không ạ? Tỉnh giác hồi đầu. Nên tới chùa, lý do đầu tiên tại vì ở đó có 3 ngôi báo: Phật, pháp và tăng. Phật cho chúng ta con đường giác ngộ, pháp cho chúng ta những liều thuốc để trị những căn bệnh của tâm. Thân bệnh chúng ta có thể vào bệnh viện đông y hoặc tây y, đúng không ạ? Nhưng tâm bệnh thì không có bất cứ một bệnh viện nào có thể chữa được, chỉ có Phật pháp mới chữa được. Còn tăng là như thế nào? Những người xuất gia tu hành chân chính, nghiêm trì giới luật, trang nghiêm và thanh tịnh. Phật đã nhập Niết Bàn, pháp chỉ còn lại trong kinh điển. Chỉ có những người tăng tu tập mới thay Phật giáo hóa giữa cuộc đời. Nên quý lắm quý Phật tử ạ, là chùa chúng ta có 2 vị sư mà tu hành hiền lành chất phác như vậy. Đây là 2 cục kim cương của làng mình đấy. Ráng mà giữ gìn bảo vệ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Dạ. Rồi có 3 điều nữa đúng không? 3 điều ở chùa, đó là Phật, là pháp, là tăng. Còn gì nữa không? Ngắm thử chùa mình còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Còn gì nữa? Còn có đạo tràng, còn có huynh, có đệ, còn có Phật tử. Mà trong kinh nói như thế nào? Phước chúng như hải, quý Phật tử. Tức là sao? Mình tu càng đông người, phước càng lớn như biển vậy đó. Nên có nhiều người thắc mắc, nói dạ thưa thầy, ở nhà con ngồi thiền, nói thầy con ngồi có 5 phút là con bỏ chân ra, đau quá, chịu không nổi, lười. Thưa thầy, ở nhà con nghe nói lại 30-40 lễ Phật là thế nhiều rồi, mà nghe tự nhiên tới vía Bồ Tát Quan Âm lại 500 lễ, đúng không ạ? Con thấy không bao giờ con làm được thầy ơi. Ở nhà con tụng cái bộ kinh Địa Tạng hoặc là con tụng một cái bộ kinh Pháp Hoa, con nghĩ chắc cả đời con không tụng được, tụng mấy trang là mắt mờ rồi, buồn ngủ rồi. Nhưng mà tại sao con lên chùa thưa thầy 500 lễ mà con lễ trong vòng 2 tiếng cùng mọi người, lễ xong không thấy mệt gì cả? Ở nhà tụng có được 1-2 phẩm là thấy mệt, lên đây con tụng cả quyển kinh vẫn không thấy mệt. Ở nhà ngồi thiền 5 phút, bây giờ con lên ngồi thiền 45 phút con vẫn cảm thấy bình thường. Đố quý Phật tử biết vì sao? Vì sao? Đúng rồi, vì Phật pháp gia hộ và vì đại chúng cúng tu cùng kéo nhau lên. Mình lễ mình tu ở nhà cũng tốt đúng không? Nhưng lên đây có quý thầy hướng dẫn, có Phật pháp gia hộ và đặc biệt có đệ cùng tu, tự nhiên chúng ta có sức mạnh. Ví dụ câu chuyện bó đũa chúng ta đã thấy rõ đúng không quý Phật tử? Cái sự đoàn kết đó, tu cũng có sự đoàn kết, phước chúng như hải đó. Một bó đũa gồm có 100 cây đũa, mình cầm mù du là một lực sĩ, bẻ có gãy không? Không. Nhưng bỏ cái bó đũa đó ra, một đứa trẻ 5-6 tuổi thôi, nó bẻ từng cây nó gãy hết đâu. Có, cũng vậy đó. Mình tới đây mình tu, ví dụ đạo tràng hiện tại có 100 người nghe pháp, có 100 người tụng kinh, có 100 người lễ Phật, thì phước chúng ta lớn và mạnh, tự nhiên ai cũng có phước. Ở nhà tu có phước,
Nhưng tới tu 100 người tu đều tinh tấn, tự nhiên cái phước tăng lên 100 lần. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên ở chùa cô Huyên cô để vui lắm. Ở nhà này, ví dụ nha, Khải Thành về nhà quý Phật tử giảng pháp được không? Cũng được đấy. Nhưng có mình nghe, có chồng nghe, có con nghe cũng vui đó. Nhưng mà tới chùa nghe pháp hội chúng như vậy, cái nào vui hơn, cái nào lợi ích hơn? À, tới chùa, đúng không ạ? Nên tới chùa mình có Phật, có pháp, có tăng, có huynh, có đệ, có đạo tràng đồng tu, tự nhiên lực tu chúng ta phát triển. Tự nhiên chúng ta như nào? Chúng ta có thêm động lực để tu, và tự nhiên phước báo chúng ta lại được sự tăng trưởng. Một điều nữa, xin hỏi quý Phật tử, có phải tu lúc nào mình cũng cảm thấy an lạc không? Có không? Luôn an lạc, đúng không? Nhưng lâu lâu cũng có phiền não. Có không? Có chứ, làm sao không phiền não được. Nhưng lúc mình đang phiền não, ở nhà không có ai hướng dẫn, không có ai nhắc nhở, không có ai sắc tấn, không có ai động viên, không có ai tới chia sẻ, thì phiền não lâu hết, đúng không? Lâu hết. Thậm chí nhiều lúc mình còn nghĩ quẩn nữa cơ. Nhưng mà cứ tin đi, đang phiền não cứ tới chùa, tự nhiên tụng thời kinh hết phiền não lúc nào không biết. Tự nhiên mà đang tụng kinh nhưng mặt mình hơi buồn, quý thầy đó, hôm nay cụ có chuyện gì vậy, đúng không? Thế là cụ chia sẻ điều đó ra, thế là quý thầy như thế nào, cho ngay một lời khuyên hết bệnh. Mình đang tụng kinh mình cũng buồn lắm, thường thường tụng kinh xong mình cũng nói chuyện, uống nước, ăn bánh kẹo, đúng không? Nhưng tụng kinh xong lủi thủi, tự nhiên huynh đệ tới, hôm nay có sao không vậy, cái này cái nọ, đúng không? Chia sẻ tự nhiên hết buồn. Tức là sao? Cuộc đời không phải ai lúc nào cũng vui cả. Cuộc đời không phải ai lúc nào cũng hoan hỷ cả. Sẽ có nhiều lúc chúng ta buồn, sẽ có nhiều lúc chúng ta phiền não, sẽ có những lúc chúng ta yếu lòng. Thì lúc chúng ta buồn, chúng ta phiền não, chúng ta yếu lòng, có thầy, có bạn, có huynh, có đệ, có Phật tử, thì tự nhiên chúng ta chia sẻ được những nỗi buồn phiền não đó, mà thay vào đó là sự an lạc. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Chính bản thân Khải Thành cũng vậy. Khải Thành đã xuất gia rồi, nhưng quý Phật tử biết Khải Thành còn phiền não không? Còn chứ. Còn buồn không? Còn chứ, đúng không ạ? Thì mỗi lần mình phiền não như vậy, mình tới mình lễ Phật. À, mỗi lần phiền não hay làm gì đó, có huynh có đệ tu chung, thì mình có vui không? Vui, và sự phiền não đó tắt rất là nhanh. Nên nói gì thì nói, nếu chúng ta là một vị độc giác Phật, à, chúng ta có thể tự mình giác ngộ được, thì tu ở đâu cũng được. Còn nếu thầy trò chúng ta biết rằng mình tu vẫn chưa là một vị Phật, đúng không? Chúng ta chưa chứng thánh, thì nhiều lúc còn vui, còn buồn, còn hỉ, nộ ai ôi, thì cứ nương tựa vào Tam Bảo, cứ nương tựa vào đại chúng để tu, thì chúng ta sẽ được rất nhiều những sự hoan hỷ và không bị phiền não chi phối nữa. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Tuy nhiên nói tu thì tu, nhưng mỗi người mỗi ý. Có nhiều người nói dạ thưa thầy, ban đầu con cũng nghe thầy, con cũng đi chùa, con đi tu, nhưng tu một hồi con ngán quá. Nó sao vậy? Nó chùa nhiều việc quá. Rồi đạo tràng, thầy ơi, người này dễ thương, có nhiều khác, dễ ghét lắm thầy ạ. Nên thôi con tu ở nhà cho yên. Có nhiều người nói vậy không? Có không? Có chứ. Có nhiều người ban đầu tu ở chùa, bây giờ về nhà tu, nghỉ nhà cho yên thôi. Nhưng xin thưa quý Phật tử, ví dụ nha, một cục đá nằm trên núi, đúng không? Mà nằm trên núi thì nó cố định quý Phật tử, tại trên núi mà. Một cục nằm một góc, một cục nằm một góc. Từ ngày này sang ngày khác nó vẫn là một cục đá có nhiều góc, nhiều cạnh, đúng không ạ? Mình mà đi mà mình vấp vào đó, mình té vào đó, nó cứa vào mình thì mình bị gì? Chảy máu liền. Tại vì sao? Nó không có sự va chạm vào nhau. Còn nếu quý Phật tử ra những cái bãi biển, ra những con sông, con suối mà có thủy triều lên á, có những cục đá đó, thì những cục đá đó như thế nào? Nó tròn, nó nhẵn, đúng không ạ? Nó đẹp lắm. Lâu lâu mình đem về chúng ta thấy cục đá cuội không? À, nó tròn, chúng ta đem về bỏ trong hồ cá, đúng không? Bỏ trong bể bơi, chúng ta trang trí góc này, trang trí góc kia. Ban đầu nó cũng có nhiều khía, nó cũng có nhiều cạnh, nó có nhiều góc sắc lắm. Nhưng mà nước lên nó chạm vào nhau, rồi sông nước xuống nó rã ra, chạm lên chạm xuống, từ từ nó mài đi những cây góc. Chúng ta cũng vậy, nói thẳng ra không ai vừa đâu, đúng không? Ai cũng tu thì có nhắc nhở thì bồ đề tâm, nhưng mà lỡ có đụng gì một cái là bồ đề gai nó khởi lên,
đúng không? Cũng xù gai lắm, không ai thua ai đâu, đúng không? Nói thẳng là vậy. Nhưng khi mình xù gai lên như vậy, có va chạm như vậy, rồi quý thầy lại nhắc nhở, sau đó chúng ta lại hiểu, chúng ta lại thương. Thì sau mỗi lần có va chạm, mình tu, mình hiểu, mình thương nhau, là mỗi lần mình mài đi các góc, các cạnh của mình. Sau này mình không gây tổn thương ai cả. Lỡ ai đó có té vào mình thì mình cũng không chia gai mà đâm họ chảy máu, tại vì các góc của mình đã mài rồi. Nên tu có gặp chướng ngại, có gặp người này, có gặp người kia, thì hãy xem đó là cơ hội để mài đi cái tâm của mình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên tới chùa gặp người dễ thương thì rất dễ đi tu, đúng không? Nhưng lỡ gặp người mà không có dễ thương thì mình cũng xem đó là cơ hội để mài giũa đi đi tâm của mình nhé. Con ở nhà nó dạ thưa thầy, con ở nhà con tu con thấy tâm con thanh tịnh lắm, con không có nổi sân. Đúng rồi, tu với ông Phật có la mình không? Không, Đức Phật chỉ mỉm cười thôi, đúng không? Đức Phật chỉ im lặng thôi. Rồi mình tu với cái chuông, đánh thì nó kêu, không đánh thì nó không kêu. Nó có làm Phật lòng mình không? Không, thấy tâm thanh tịnh đúng không? Nhưng ra ngoài đường rồi mới thấy cái cảnh, đúng không? Nên thường thường mình tu ở nhà, mình cảm thấy tâm mình bình thản quá, thấy là à, tu chứng tới nơi rồi, không phải đâu, lên chùa tu chung đi. Lúc va chạm rồi mới thấy vấn đề. Và chính lúc đó mới thử được đạo tâm của mình là như thế thế nào. Nên đi chùa là vậy đó. Có Phật, có Pháp, có Tăng, có Huynh, có Đệ, có những điều kiện để giúp chúng ta có được sự giác ngộ. Chứ tu mà trốn chỗ này, trốn chỗ kia, sợ sự va chạm, sợ nghịch cảnh, nó không có kết quả đâu. Xin thưa quý Phật tử, cũng là mưa, cũng là gió, cũng là nước, cũng là chất dinh dưỡng như nhau. Nhưng mà tại sao có cây nó lại trổ ra hoa thơm cỏ ngọt, có cây nó lại mọc lên gai gốc xù xì? Vậy gai gốc xù xì hay là hoa thơm quả ngọt có phải do trời, có phải do đất, có phải do nước, có phải cho chất dinh dưỡng không? Không. Tại vì trời, đất, mưa, gió, chất dinh dưỡng đều như nhau, công bằng, đúng không? Vậy gai gốc hay là hoa thơm cỏ ngọt do đâu? Do chính hạt giống của cái cây đó. Nếu nó là một hạt giống tốt thì cũng những điều đó nó sẽ hoa thơm cỏ ngọt. Nhưng đó là một hạt giống xấu xù xì thì nó sẽ tạo ra những cây, những quả xù xì. Mình cũng vậy đấy. Đừng trách cuộc đời méo mó mà hãy quay trở lại xem tâm mình như thế nào. Dù đục dù trong thì con sông nó vẫn chảy. Dù chúng ta muốn hay không muốn, cuộc đời nó vẫn thế. Quan trọng là gì? Mình nhìn nhận, mình tiếp nhận những điều của cuộc đời để quay lại sửa bản thân của mình. Muốn thay đổi cả thế giới khó lắm, đúng không ạ? Nhưng đầu tiên mình phải thay đổi chính cuộc đời mình. Nên tu ở đây, chúng ta tới chùa là mình tu như thế nào quý Phật tử? Là nhìn lỗi của ai? Đúng rồi, nhìn lỗi của mình mới tu đúng. Còn thông thường chúng ta bị một cái lỗi, lỗi gì? Lỗi của mình thì giấu kỹ như kẻ gian giấu bài, đúng không? À, còn lỗi của người thì như thế nào? Như bới thóc trong gạo. Một cái hũ gạo trắng tinh à, nhưng ráng bới lên tìm một hạt tóc. Lỗi của người thì như là vật lá tìm sâu. Lỡ không tìm ra con sâu cũng ráng tìm được cái trứng sâu. Có không? Đúng tìm đen không? À, phàm phu là vậy. Còn bây giờ mình tu, mình biết đây này. Thôi, lỗi của mình bằng núi nhiều lắm. Thời gian mà nhìn lỗi mình, mà tìm lỗi mình, mà sửa lỗi mình, sửa từ đời này sang đời khác chưa chắc sửa ra hết. Vậy cớ làm sao đi nhìn đi sửa lỗi người khác làm gì? Nên tu là cội phúc, tu là quay trở lại tìm lỗi, sửa lỗi chính mình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên có nhiều người vào chùa không có tu mà toàn soi mói quý thầy không à. Thầy ơi tại sao cái này làm vậy? Thầy ơi tại sao cái kia làm vậy? Thầy ơi tại sao cái kia không làm như vậy? Thầy ơi tại sao cái này không như vậy? Toàn hỏi quý thầy không à. Rồi tại sao cô làm như vậy? Tại sao chú làm như vậy? Tại sao anh làm như vậy? Tại sao chị làm như vậy? Tại sao con lại làm như vậy?
chưa bao giờ hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Mình mà ai nhắc nhở mình á là giận dỗi, là tức giận, là sân hận, là buồn, đúng không? Vậy mà hay đi góp ý người khác. Thấy lạ đời không? Lạ không? Lạ. Mình được người ta góp ý, mình được người ta chỉ lỗi, khó chịu, thế mà hay đi đi như thế nào? Ngồi lê đôi mắt, hay đi chỉ, đi chọc lỗi của người khác. Mình tu, mình nhìn lỗi của người khác, mình có phước không? Không. Mình tu mà mình nhìn lỗi người khác, mình moi móc lỗi của người khác, tâm chúng ta có được thanh tịnh không? Không. Mình tu mà mình nhìn lỗi người khác thì công đức chúng ta có được tăng trưởng nhiều, phước báo chúng ta có được phát triển nhiều không? Không. Vậy làm sao mà đi nhìn lỗi người khác? Bây giờ tu nhìn lỗi của ai nhỉ? Nhìn lỗi của mình. Nó dạ tư tình, bây giờ con nhìn lỗi của thầy con thấy sợ. Càng sợ càng tốt. Khi nào mình còn biết sợ hãi trước lầm lỗi, lúc đó chúng ta còn là người tu. Còn lúc nào chúng ta không có tàm, không có quý, tức là sao? Lỗi của mình không tự thấy. Lỗi của mình người khác thương yêu, nhắc nhở, mình cũng không chịu nhận lỗi đó, thì coi như đường tu đóng lại. Dạ thưa thầy, cổng chùa vẫn mở, con vẫn tụng kinh, con vẫn vào đây, con vẫn làm cái này làm cái kia, mà tại sao thầy nói đường tu con đóng lại? Đóng rồi đấy. Có thể tới chùa nhưng vẫn không chịu nhìn lỗi, thấy lỗi, sửa lỗi, thì chúng ta chỉ được gọi là đi chùa chứ không phải gọi là đi tu. Mà tới chùa chỉ viếng cảnh, mà tới chùa không tu thì có lợi ích không quý Phật tử? Dạ không nha. Nên quý Phật tử suy xét lại bản thân của mình. Lỡ bao nhiêu năm nay mình tu hộ người khác. Tu hộ người khác là sao? Đi sửa lỗi dùng người khác là sai hay đúng? Sai rồi. Thì bây giờ từ đây về sau, đúng không? Thì lỗi của mình cứ sửa trước đã. Sửa cho nó tốt đã, đúng không? Mình nhiều lỗi không quý Phật tử? Nhiều lắm. Còn tham, còn sân, còn si, hơn thua, ác độc, tranh giành, đố kỵ, đấu đá, keo kiệt, bón sản, ích kỷ. Trời ơi, kể muốn hết hơi luôn mà vẫn chưa hết lỗi, đúng không ạ? Thì thôi, bây giờ phải ăn năn sám hối, tinh tấn sửa lỗi của mình trước đã. Đồng ý không quý Phật tử thân yêu? Đồng ý không? Còn lỗi của người thì như thế nào? Ai biết lỗi của người như thế nào? Chúng ta có bỏ mặc lỗi của người không? Không, phải góp ý nhé. Góp ý nó khác với chỉ lỗi, chỉ trích. Chỉ trích là như thế nào? Cũng là chỉ lỗi đó. Nhưng mà chỉ trích là chỉ lỗi trong sự gắt gao, trong sự nghiêm khắc mà không có lòng từ bi, đúng không? Còn góp ý như thế nào? Cũng là chỉ lỗi đó, nhưng trong tình thương yêu. Ví dụ, cô này hay được vào trong chùa làm nhiệm vụ là bao sái, quét dọn trong chánh điện, trong nhà tổ. Cô cũng có tâm lắm, nhưng mà cái tính của cô không được sạch. Quét thì cứ quét, lau cứ lau, nhưng mà như nào? Quét những cái, ví dụ như những cái bụi á, quét chưa sạch, đúng không? Quét đầu này đầu kia nhưng không sạch. Thì khi quét không sạch, bắt đầu lấy nước để lau, thì như thế nào, nó có sạch được không? Không, nó càng dơ ra nữa, đúng không ạ? Mình phải quét khô cho sạch đã, rồi mình lau ướt nó mới sạch. Thì mặc dù ngày nào cô cũng tới, nhưng mà cô cũng làm, cũng mất thời gian, nhưng nó không có sạch. Thì có hai người tới, nó cô nói, hai người tới cũng chỉ lỗi nó. Thôi từ đây về sau chị đừng tới nữa. Hoặc chị tới chùa thì đừng làm. Chị làm bao nhiêu bay ba là dơ lắm. Một mình chị làm ba bốn người sửa đấy. Thay vì người ta tới, người ta quét dọn sạch sẽ, xong người ta lau sạch tưng, còn chị quét chưa sạch mà đã đi lau. Nên chị, tôi thấy chùa tới đây chị có nhiệt tâm đó, nhưng chị thiếu hiểu biết quá, chị phá hoại quá, đừng tới nữa, hoặc tới đừng có làm. Một người. Người thứ hai tới, đúng ạ, sau khi xong ngồi xuống đưa một cái ly nước mời uống. Nói trời ơi, chị tới chùa được, chị bao sái được chùa, em quý lắm. Tại nhiều lúc em cũng muốn tới nhưng em không có nhiều thời gian. Em chỉ tới được nửa tiếng, một tiếng thôi. Em không đủ thời gian để mà em lau, em dọn, em quét được như chị. Em quý lắm. Và thấy chị làm ròng rã đây, ly nước chị uống đi. Nhưng mà em có một cái điều, em có ý nhỏ với chị đừng buồn em nha.
Thì người đó uống ly nước xong, có gì không em? Em cứ nói đi. Nói dạ em thấy chị rất là cực, quét đúng không ạ? Nhưng mà nếu á, chị biết sao không? Cái bụi mà mình quét chưa sạch đó, sau đó mình lấy nước mình lau, thì từ chỗ không sạch này nó sẽ lan hết cả căn nhà. Nên bây giờ nếu được á, thì mình sẽ quét thật là sạch chị ạ. Mình cứ đầu tư giai đoạn đầu, quét thật là sạch trước, sau đó mình lau nước lại, thì tự nhiên nhà nó sạch hơn chị ạ. Em góp ý chút xíu thôi. Thì với hai người đó thì người nào được mọi người tiếp nhận hơn? Người thứ hai, đúng không? Người ta cảm ơn, trời ơi bao nhiêu lâu nay chị cũng không biết, nhiều lúc chị quét chị dọn xong mà chị không hiểu tại sao nó vẫn dơ. À không ngờ là do chị hơi hấp tấp cái giai đoạn quét khô trước, đúng không? Cứ nghĩ là lau đi cho nó sạch, không ngờ cái quét chưa sạch mà mình lau như vậy thì nó hỏng qua sạch. Em, chị cảm ơn em, đúng không ạ? Còn người đầu góp ý như vậy thì họ như thế nào? Họ buồn, họ bất mãn, họ bỏ chuồng, mình có tội không? Có tội, đúng không? Hoặc là họ lớn tiếng với mình. Thế là người ngoài người ta nhìn, trời ơi sao hôm nay mình mới tới chùa này quy y, mình mới tới chùa này mà thấy hai cô này đi chùa lâu rồi mà cãi nhau. Thế là người thứ ba họ thấy chùa họ sợ quá, họ bỏ chùa luôn. Mình có tội không? Có tội. Mà mình cứ để lỗi họ như vậy rồi thì có đành lòng không? Cũng không đành lòng, đúng không? Nên nếu thấy lỗi của người thì chúng ta phải góp ý, nhưng phải trong tình thương yêu và phải đảm bảo tỷ lệ 73. 73 nghĩa là sao? Muốn góp ý ai đó 3 thì mình phải thương yêu người đó tới 7 mình hãy góp ý. Còn khi mình góp ý, mình xem xét lại, mình chưa đủ thân người này, mình chưa đủ yêu thương người này, mình chưa đủ bao dung thì đừng góp ý. Nhờ người khác góp ý, đúng không ạ? Như vậy mới là trí tuệ của người đệ tử Phật đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Dạ. Tu là vậy đó quý Phật tử. Tu là một quá trình tìm lỗi, sửa lỗi. Tu là một quá trình chuyển hóa. Từ mê mình chuyển sang ngộ dần, đúng không ạ? Cũng vậy, mình tới chùa, trước đó mình nghe ông này cúng, mình nghe bà kia cúng, mình mê, đúng không? Rồi mình nghe là con của mình còn nhỏ vào bán khoáng cho ông này, cho ông nọ, rồi đến năm đó mười mấy tuổi rồi bắt đầu làm một cái lễ rước ra, đúng không? Làm một cái mâm oản, rồi có thịt, có cá, có trái cây, mình rước con mình ra. Mình nghe mình mừng, tại mình nghĩ con của mình giao vào trong chùa 20 năm rồi, đúng không? Các ông lo cho mình hết, mình tin, đúng không? Nhưng tu một thời gian rồi mình biết con mình giỏi hay không, con mình khỏe hay không là do mình dạy nó và do phước của nó từ quá khứ, chứ không có ông nào cả. Còn mình gửi vào chùa đơn giản là gì? Là một hình thức chúng ta yên tâm, là một hình thức để Phật che chở. Nhưng mà che chở hay không là do ai? Do mình. Mình tu thì Phật che chở bằng cách như thế nào? Mình có phước, phước che chở cho mình. Phật không ban phước không giáng họa, Phật cho mình con đường. Thế là mình vào chùa tu, con mình cũng vào chùa tu rất là sớm, con mình tránh được những điều ác, làm được những điều thiện dù là nhỏ, thì tự nhiên con mình có phước. Thế là con mình ăn no, ăn khỏe, mau ăn, chóng lớn, thông minh. Ban đầu chúng ta mê, đúng không? Bây giờ hết mê rồi. Cũng vậy, đến cái ngày lễ Vu Lan chúng ta hay đốt vàng mã. Ở đây còn đốt vàng mã không? Bây giờ cái thầy hỏi này, cái vàng mã là ngân hàng gì? Ngân hàng âm phủ, đúng không? Ngân hàng âm phủ phát hành. Nhưng mà ai in? Ai? Con người in. Vậy là có mối liên hệ giữa âm dương. Hai người chia với nhau tỷ lệ bao nhiêu là đủ? Hả? Cái ngân hàng địa phủ với cái người in là chia tỷ lệ bao nhiêu? Tại làm ăn với nhau phải chia tỷ lệ chứ. Tỷ lệ bao nhiêu? 100% cho người trên không à? Mà đổ lỗi ngân hàng địa phủ. Thấy chưa? Rồi, bữa nay không đơn giản là đốt tiền nữa mà còn đốt gì? Đốt gì? Đốt áo, đốt quần, đốt nhà, đốt xe. Có không? Có. Đốt điện thoại nữa. Ngày kia vào trong chỗ mua vàng mã, cái tên có một người đệ tử. Thì vào, thì gặp cái hàng mã người ta khuyên, trời ơi cái iPhone 13 mới ra này đốt đi, mua đi. Rồi cái Phật tử, cái mô hình vàng mã không khác gì cái điện thoại cả. Thế là cái bạn này cũng là đệ tử của mình, cũng nghe pháp, thế là hỏi một câu thôi: chú ơi, cái điện thoại này
mà mua mà đốt xuống dưới là sai mạng gì? Sai mạng Viettel, Mobi hay là Mobifone hay là Vinaphone chú? Mà lỡ nó hư ai bảo hành? Đúng không? Rồi, đốt chiếc xe xuống đó chạy bằng xăng gì? Xăng gì? Rồi mình đốt cái nhà dưới đó đất đâu mà đặt? Ai quy hoạch nhà cho mình đặt? Đúng không ạ? À? Đấy, nên mình suy nghĩ chút xíu thôi. Đốt vàng mã là mê tín đây, là tốn của, tốn tiền, là mê tín, là dị đoan đấy. Đúng không ạ? À? Bây giờ mình biết lỡ mình muốn hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình có chỗ ở, mình hồi hướng ông bà cha mẹ của mình có áo quần để mặc, đúng không ạ? Có tiền để xài, làm bằng cách nào? Mình đi cúng dường này, bố thí này, giúp đỡ người nghèo này, cho người ta ít gạo này, đúng không ạ? Rồi áo quần giày dép mũ nón, đi từ thiện phóng sinh chẳng hạn, đứng trước bàn Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay con làm những công đức này, con hồi hướng cho ông cho bà của con tên gì tên gì tên gì đó, thì ông bà mình sẽ nhận được đấy, chứ không phải đốt vàng mã đâu. Đồng ý không quý Phật tử? Lên tu đó, tu là chuyển mê khai ngộ đó, đúng không ạ? À, là như vậy. Cũng vậy, đầu năm mình tới chùa mình quỳ mình lại, nói Nam Mô lại chín phương trời, lại mười phương Phật, đúng không ạ? Lạy Phật Thích Ca, lạy Phật A Di Đà, lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu cho con nước vào, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Có hỏng câu này thuộc lòng đúng không? Cầu sao cho con nói người ta nghe đe người ta sợ, có không? Có. Nhưng bây giờ mình coi thử nè, tiền vào mà như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin là bị bệnh gì? Bệnh sỏi thận. Uống vào thì nhiều mà nó không ra được, phải bị sỏi thận không? Phải. Tự nhiên vào chùa tự nhiên cầu mong đầu năm sỏi thận, mà nghe cầu rất êm nhỉ. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, nghe đã nhờ, không ngờ bị sỏi thận. Mà mình cầu như vậy ai chứng cho tâm mình? Cái tâm đó là tâm gì? Tâm tham. Mà mình quỳ trước Phật, Phật có tâm tham không? Không. Tự nhiên mình tới mình xin Phật cái này kỳ quá nhờ, rất kỳ. Rồi có nhiều người bị ế, tức là không ai nhòm đấy. Trời ơi, cái chùa kia linh lắm nha, vào kia cầu là có vợ đấy, là có chồng đấy. Thế là đầu năm đúng cái ngày đó vào chùa để cầu để xin. Trời ơi, mô Phật, thời xưa ngài là thái tử đúng không? Ngài có vợ, ngài có con, ngài còn từ bỏ vợ con, ngài xuất gia mà. Bây giờ tự nhiên vào Đức Phật xin vợ, xin con, xin chồng, kỳ khùi. Xin những cái Đức Phật đã từ bỏ, kỳ không? Quá kỳ. Nên vào chùa toàn xin tài lộc, sai không? Sai. Vào chùa xin tình duyên, sai không? Sai luôn. Đúng không ạ? Vậy vào chùa xin cái gì? Xin cái gì? À, xin sức khỏe, xin bình an, đúng không? Nhưng thực chất vào chùa không, lần đầu chúng ta cầu xin đúng không? Mình chưa hiểu đạo. Nhưng khi hiểu đạo rồi vào chùa không cầu xin mà cầu nguyện, đúng không? Nguyện cho con có sức khỏe, để con tinh tấn tu tập, con làm những điều thiện, trả ơn Phật, trả ơn Pháp, trả ơn Tăng, trả ơn cuộc đời. Cầu nguyện. Cầu nguyện Phật gia hộ cho con năm nay đúng không ạ, kinh doanh buôn bán được tốt đẹp, để con có khả năng như thế nào ạ, làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này, để con có khả năng để hộ trì chánh pháp, để con có khả năng giúp đỡ được rất nhiều người nghèo. Đó có phải là xin không, mà chỉ là cầu nguyện thôi. Tức là mình cầu cái điều đó không phải riêng cho mình mà cho tất cả mọi người. Tức là tu là chuyển từ cầu xin sang cầu nguyện. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? À? Cũng vậy, mới vào chùa mình xem Phật là một vị thần linh ban phước giáng họa, đúng không? À, mình nói Phật là ban phước cho mình đó, mình mà không đẹp lòng ngài là ngài giáng họa đấy, đúng không? Nên thế là có nhiều người đi chùa, thế là đi ban đêm bị té, bị trặc chân, nó trời ơi chắc mình làm nhiều gì sai rồi, Phật của Phật phạt, có không? Đổ thừa cho Phật mang tội đấy nhé, Phật không có xô chúng ta té đâu, Phật không có phạt đâu. Thứ nhất là do mình đi mình không nhìn kỹ đúng không, mình té.
hoặc là có một cái dư nghiệp nào đó trong quá khứ đến đầy đủ nhân duyên rồi thì mình phải trả, chứ không phải là do Phật đâu, đúng không ạ? Nên Phật không phải là một vị thần linh ban phước giáng họa, mà Phật là một vị Bồ Tát, Phật là một vị thánh, đúng không ạ? Phật là một vị A-la-hán chỉ cho chúng ta con đường đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là an lạc, đâu là phiền não, để chúng ta lựa những điều tốt mà làm. Tức là ban đầu chúng ta mới tu, mình mới vào chùa, mình nghĩ Phật là một vị thần ban phước giáng họa. Nhưng tu một thời gian chúng ta chuyển hóa rồi thì Phật không phải là một vị thần, mà Phật là một vị thánh giải thoát giác ngộ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không nào? Đức Phật không cho chúng ta phước, nhưng Đức Phật cho chúng ta con đường và phương pháp để có phước. Y như ngoài đời, không cho chúng ta con cá, nhưng cho chúng ta cần câu và phương pháp để chúng ta tự mưu sinh lập nghiệp. Cũng vậy, Đức Phật không cho chúng ta cái phước này, phước kia đâu, nhưng Đức Phật chỉ cho chúng ta điều gì có phước, điều gì có tội. Và biết được rồi thì chọn phước mà làm, tránh tội không làm. Đúng không ạ? Mới như vậy Phật mới thương chúng ta. Và như vậy chúng ta mới hiểu được Đức Phật, mới thương kính được Đức Phật là như vậy. Nên từ đây về sau đầu năm có cầu tiền vào như nước sông Đà nữa không? Không, đúng không? Mà nếu có cầu thì cầu vậy này. Cầu như thế nào? Tiền vào cửa trước, vàng vào ngõ sau, hai cái gặp nhau đem vào cúng chùa thì được. Đồng ý không? Tức là chúng ta mong muốn để chúng ta có điều kiện để chúng ta cúng chùa, chúng ta làm điều thiện nhé. À, như vậy. Nên tu là vậy đó, tu là chuyển hóa. Và khi chúng ta tới chùa, chúng ta nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng, tu với huynh đệ, đúng không? Với Phật tử, phước chúng như hải. Rồi chúng ta chuyển mê, chúng ta khai ngộ, chúng ta tìm lỗi mình chứ không tìm lỗi người nữa. Thì chúng ta sẽ được những điều gì? Được những điều gì? Thứ nhất, chúng ta được an vui, an lạc. An lạc có tiền chưa chắc có nha. Thậm chí những người nào có tiền mà bất chính đó, càng nhiều tiền càng đau khổ, càng không an lạc. Đừng thấy họ hào nhoáng, họ nhiều tiền, họ nhiều nhà, họ nhiều cửa, họ nhiều xe là họ an lạc. Không chắc đâu. Tối ngủ không yên đấy. Tại sợ. Sợ, đúng không? Sợ nhân quả, sợ pháp luật, sợ đủ thứ à. Mình thôi, có thể là trồng rau, đúng không? Có thể là làm cái này, cái kia, không hại ai, tiền không nhiều, nhưng tối ngủ khò khò còn ngáy nữa. Tại vì sao? Chúng ta không có sợ, đúng không? Nên chúng ta thấy vợ đẹp, con ngoan, chồng tốt đẹp, thương yêu mình, nhưng mình chết có theo được không? Không. Chỉ đưa chúng ta tới nấm mồ, đúng không? Chỉ tổ chức ma chay cho mình được không? Chứ không thể nhảy xuống chung chung, không thể lên vàng hỏa thiêu mà thiêu chung được. Trời ơi, anh thương em quá, em chết anh thiêu theo em. Có không? Mới châm lửa cái nhảy xuống rồi, nóng quá. Trời ơi, em thương anh quá, bắt đầu là chôn, bắt đầu nhảy xuống, mới lập hai cái đất sổ qua ngược nhảy lên. Có không? Có. Nói gì thì nói, thương gì thì thương. Chỉ đưa tới nấm mồ thôi, tổ chức ma chay cúng điếu là hết rồi, đúng không? Cái cơ thể này, mắt tai mũi lưỡi của mình, mọi thứ mình cưng nó không? Cưng ngày nào cũng tắm, cũng giặt, cũng kỳ, cũng cọ, cũng thơm, đúng không? Nhưng chết rồi có giữ được không? Không, ba ngày nó cương, nó xìn, nó hôi, nó thối, rồi nào dòi, nào bọ, nó đúc, nó rỉa. Rồi da vành da, thịt vành thịt, xương vành xương, rồi từ này ngày sang ngày khác nó rã hết. Rồi xương nó cũng rã thành cát, thành bụi, không mang theo cái gì. Nhà cao, cửa rộng, tiền bạc, đất đai, bất động sản có đem theo được không? Không, đúng không ạ? Đất chúng ta có cò bay thẳng cánh, chết cũng được 2 mét. Nhiều lúc không được 2 mét nữa, chết trong mùa Covid được một cái hũ cốt thôi, đúng không? Không mang theo được đâu. Mà mang theo được cái gì? Mang theo được nghiệp. Mà nghiệp thì gồm có hai nghiệp. Nghiệp gì? Thiện nghiệp, ác nghiệp. Nếu trong hành trang của chúng ta ra đi mà có nhiều điều thiện thì chúng ta sẽ nổi, tức là sinh vào cõi người, cõi trời, chứng đắc được các quả vị, đúng không?
Mà nếu trong hành trang chúng ta ra đi toàn là tham, là sân, là si, hương thua, ác độc, tranh giành, sát sân, đố kỵ, hương thua, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lưỡi hai chiều, sử dụng các chất làm say, làm nghiện ma túy, rồi đủ các loại nữa, thì xin thưa nó nặng quá, mình chìm xuống đâu? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nên khi mình tới chùa tu là chúng ta có phước, tâm chúng ta được an vui, đó là lợi ích đầu tiên, đúng không ạ? Và chúng ta đem được rất nhiều những điều tốt, lỡ một mai cơn gió vô thường đến, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Điều thứ hai, lợi ích thứ hai là gì? Tâm tướng thay đổi. Mình tu cái tâm chúng ta thay đổi, quý Phật tử ạ. Tâm sân không còn sân, tâm si không còn si, tâm tham không còn tham. Và nếu không hết thì chúng ta cũng bớt tham, bớt sân, bớt si. Mà tâm thì sinh, tâm sinh, sinh tướng. Nên chúng ta có thể không đẹp, nhưng cứ lễ Phật tinh tấn, cứ nghe Pháp, cứ làm phước, từ từ mình đẹp dần lên. Và chúng ta có duyên, không quá đẹp nhưng có duyên, người ta nhìn mình người ta mến, quý Phật tử ạ. Nên có nhiều người rất đẹp nhưng nhìn họ không mến, không có duyên, đúng không? Như một bình hoa di động. Còn chúng ta có thể không đẹp như Thúy Vân, không đẹp như Thúy Kiều, nhưng chúng ta có duyên, được mọi người nhìn vào là thương. Tại tâm chúng ta chuyển từ không tốt trở nên tốt hơn, đó là gì? Tâm sinh tướng. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên tâm chúng ta tốt rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ có tướng tốt. Cái thành không dám tự tin là mình đẹp, cái thành không có đẹp, cái thành chỉ ưa nhìn thôi. Nhưng mà ai nhìn rồi cũng dễ thương, đúng không quý Phật tử? Đồng ý không? Ta cho một tràng pháo tay để có thêm động lực. Nên quý Phật tử cứ tin đi. Mặc dù chúng ta cao có, chúng ta khó chịu, chúng ta khô khan, nhưng mình cứ tu, cứ lễ Phật, cứ nghe Pháp, cứ làm công đức, từ từ tâm chúng ta tươi thì mặt chúng ta cũng sẽ tươi. Chúng ta bây giờ lỡ trẻ không đẹp thì bây giờ mình tu đẹp lão. Trước đó mình không tu, cái tiền vận chúng ta hơi xấu, nhưng ta tu hậu vận chúng ta tốt. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nha. Nên cái lợi ích thứ hai đó gì? Tâm tướng chúng ta thay đổi. Thứ ba, chúng ta sẽ lạc quan yêu đời, không bi quan sầu khổ nữa. Trước đó gặp phải một nỗi khổ niềm đau, mình buồn không? Buồn lắm, đúng không? Mình than thân, mình trách phận, mình than trời, mình trách đất. Mà càng than thân trách phận, càng than thời trách đất thì nỗi khổ càng lớn hơn, đúng không? Phiền não càng nhiều hơn. Còn bây giờ lỡ gặp một nỗi khổ niềm đau thì chúng ta nhớ, à đây là một bài toán Đức Phật gửi cho mình giải, đúng không? Mình giải đúng, nghiệp nó tiêu, phước nó tăng trưởng. Nên cũng là công việc đó, cũng là một công việc, nên có nhiều người nhìn, trời ơi sao mệt mỏi quá. Cũng là một công việc đó thì một người như thế nào? Xem đây là một trách nhiệm mình phải vượt qua, một bài toán mình phải vượt qua. Cũng là một công việc đó, nhưng một người nhìn đây là cơ hội, phía sau đó là một món quà, đúng không ạ? Nên công việc chỉ là một, nhưng cách nhìn nhận chúng ta khác nhau. Nên khi quý Phật tử đến với đạo Phật rồi, cũng là nỗi khổ niềm đau đó, cũng là trái duyên nghịch ý đó, nhưng chúng ta nhìn đó là một cơ hội để chúng ta trả đi nghiệp, đó là một cơ hội để chúng ta tu tâm dưỡng tính, đó là một cơ hội để chúng ta tăng trưởng phước báo. Thì mình có than thân, mình có trách phận nữa không quý Phật tử? Không, mà chúng ta lạc quan yêu đời, không bi quan sầu khổ nữa. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên mình là đệ tử Phật nha, càng sống càng lạc quan. Một điều nữa, khi chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ biết rõ được điều ác dù là chút xíu thì cũng nguy hiểm, điều thiện dù là chút xíu cũng cần phải tích lũy. Ví dụ có một tảng đá ở dưới, nó to, rất là to, mà đá, đã nói đá là có cứng không? Có, người ta nói cứng như đá mà. Ở trên có một cái mạch nước và có một cái chỗ rỉ nước, nó cứ nhỏ nước xuống. Nước thì nó như thế nào? Nước như thế nào? Nước thì mình cảm thấy nó mềm, đúng không? À, nó mềm. So với đá thì như thế nào? Không tính gì được, đúng không? Người ta nói lấy trứng trọi đá là cảm thấy trứng đã nát rồi. Còn đây nước như thế nào? Nó còn nhỏ chút xíu à. Nhưng đừng xem thường giọt nước đó.
nó cứ nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần mà nó như thế nào, làm cái chỗ đá nó cũng phải mòn, nên gọi là gì, nước chảy đá mòn đấy. Cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ điều ác chút xíu không có sao, cứ làm, không có đâu. Quý vị tự thấy một cái đống cát, nhưng nó phải kết cấu từ từng hạt cát, đúng không quý Phật tử? Cái nhà tổ này như vậy đó, nhưng nó phải được xây từng viên gạch. Không có điều ác nhỏ, làm sao có điều ác lớn, đúng không? Một cái lưu nước chúng ta chứa nước rất là nhiều, chỉ có vài cái chỗ là bị rỉ nước thôi. Nhưng mà đi từ ngày này sang ngày khác, đến ngày thứ ba, ngày thứ năm mình về, không còn một giọt nước nào. Tức là sao? Một điều ác nhỏ nhưng nó có thể làm tổn hết tất cả những phước mà mình đã bao nhiêu lâu nay vất vả để vun bồi. Một điều ác nhỏ thôi nhưng nó đủ nhấn chìm chúng ta xuống địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đấy. Khi mình tu rồi, mình sợ điều ác là từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ mình đi những cái hội nghị, hội thảo, bắt đầu phát ra từng cái chai nước, đúng không ạ? Uống xong, uống không hết, mình làm gì? Mình làm gì? Nếu mình để lại đó, ai có dám uống lại cái nước đó không? Không, đủ các thứ bệnh, đúng không? Một chai nước mặc dù rất là đẹp, nhưng uống nửa chai rồi, họ không bao giờ dám uống lại. Thế là làm gì? Đổ. Mà để có được một chai nước trong nước sạch đó, phải như thế nào? Phải có hàng chục những chai nước khác. Không được trong, không được sạch mới có được những cái ly nước sạch, đúng không ạ? Bỏ. Mình tu mình nhìn, đây là nguyên nhân của sự đói khát đấy. Không ngờ đây là một chút tội đó. Thế là sao? Mình đã đứng lên rồi, mình đã bước đi rồi, mình nhớ lại, quay trở lại đúng vị trí của mình, lấy đúng là chai nước có đem về mà uống, không có gì xấu hổ cả. Nên cái thành đi đóng vậy, ví dụ ai pha cho cái thành một cái ly nước để cái thành giảng vừa uống khi khác, và sau khi giảng còn là cái thành phải uống hết, cái thành mới đi. Hoặc nếu đây là một chai nước, cái thành đi dự lễ, thì sau khi dự lễ xong mà chưa uống hết, cái thành cũng không sợ xấu, cái thành lấy cái chai nước đó để mà về uống. Lên trên sân bay người ta phát cho mình một chai nước, mà lên máy bay đâu dám uống nước nhiều, đúng rồi, sợ đi vệ sinh chẳng hạn, thì uống nửa chai thôi. Nhưng sau khi uống nửa chai rồi, đúng không ạ, thì khai thành bỏ nửa chai nước nó vào trong cái túi tay nải để xuống máy bay tiếp tục uống. Tại vì biết cái nước đó mình phung phí chút xíu thôi cũng là tội. Cũng vậy trên cái mâm ăn, buổi sáng, buổi trưa mình lấy ít nước tương, đúng không? Ở ngoài đời ăn nước mắm phải không? Trong chùa nước tương thôi. Khi chấm xong rồi, đừng đổ. Nếu còn đừng có đổ. Có được thì cất lại cho kỹ, chiều mình chấm tiếp. Còn không lấy cái đó mà đi chiên, đi xào, đi nấu, đi kho, chứ đừng có đổ. Tức là mình phải thấy điều tội trong những điều nhỏ nhất. Làm phước có cực không ạ? Cực, nhưng từ những điều tội mình xem là nhỏ đó, giống như một lưu nước rất là to, mình phải đi gánh nước từng gào từng gào từng gào, đúng không? Rất là cực, nhưng chỉ một lỗ hổng nhỏ thôi rồi cũng tiêu luôn cả xô nước. Nên khi mình tu rồi, chúng ta sẽ tránh xa được những điều ác dù là nhỏ nhất, và chúng ta sẽ siêng năng làm những điều thiện dù là bé nhất. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Thời xưa vào chùa thấy cái rác mình cảm thấy không có gì, đúng không? Nhưng mình không, đây là tam bảo mà, đúng không? Đây là linh thiêng mà. Thế là nha, cúi xuống lượm cái rác bỏ vào trong sọt rác. Vào trong nhà vệ sinh không biết ai đi trước mà mang dép vào dơ cả nhà vệ sinh, thậm chí không có dội nữa, đúng không? Thay vì mình thì thôi bước qua nhà vệ sinh khác để đi cho nó sạch, đúng không? Bây giờ không, đây là cơ hội cho mình làm phước. Ai làm tội thì không biết, đúng không? Mình không biết, nhưng bây giờ mình bước mình gặp thì như thế nào? Mình vô mình quét, mình dọn sạch sẽ rồi mình đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong mình dọn lại. Tức là sao? Mình chắc chiêu từng chút phước một. Vào trong bếp cũng vậy, phụ được cái gì thì phụ. Chùa chúng ta đang xây dựng, chùa chúng ta đang tổ chức khóa tu, chùa chúng ta đang tổ chức một đại lễ nào đó, mình có tiền, mình góp tiền. Tiền nhiều, góp tiền nhiều. Tiền ít, góp tiền ít. Không có tiền thì góp công, góp sức, góp lời cầu nguyện. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không?
nên mình chắt chiu từng chút phước nhỏ. Thế là điều ác nhỏ mình cũng không làm, mà điều thiện dù là chút xíu mình cũng làm. Thế là phước chúng ta tăng, nghiệp chúng ta tiêu không? Có, đó là lợi ích vô cùng lớn lao khi chúng ta tới chùa tu tập đúng chánh pháp. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Chúng ta không được quyền chọn cái nơi chúng ta xuất thân, nhưng chúng ta chọn được quyền nơi chúng ta đi đến. Tức là sao? Càng ngày chúng ta là một kiến trúc sư xây dựng căn nhà tương lai của mình. Mình không tin có bất cứ ai có quyền ban phước giáng họa. Mình không tin có ai có thể sắp đặt số phận của mình, mà mình chính là người tạo ra phước ban vui cho chính bản thân của mình. Mình chính là người quyết định chúng ta đi đâu, về đâu, sinh ra nơi đâu. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên chúng ta sẽ biết kiến tạo và xây dựng cuộc đời theo ý muốn của mình, bằng cách điều ác đã làm thì có làm nữa không? À dạ không, ăn năn sám hối. Điều ác chưa làm thì đừng làm dù chỉ một lần nhé. Điều thiện đã làm thì tiếp tục làm. Điều thiện chưa làm thì bây giờ tập làm. Cái ta nhắc lại nhé, chúng ta kiến tạo cuộc đời của chúng ta, đầu tiên chúng ta không than thân, không trách phận, đúng không ạ? Không than trời, không trách đất, không đổ thừa, đúng không? Mà chúng ta cũng không tin là có ai ban phước giáng họa. Chúng ta cũng không tin có bất cứ một vị thần linh hay thượng đế nào sắp đặt, mà mình biết vui hay khổ, hạnh phúc hay đau buồn đều do chính mình, đúng không? Chúng ta ý thức được điều đó. Và khi ý thức điều đó rồi, chúng ta sẽ làm 4 điều. Điều ác đã làm, ăn năn sám hối không làm. Điều ác chưa làm, đừng bao giờ làm dù chỉ một lần. Điều thiện đã làm, tiếp tục mà làm. Điều thiện chưa làm thì bây giờ tập làm. Thế mình là kiến trúc sư cuộc đời của mình đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Và một điều nữa, mình tu, mình tới chùa, mình tu cho ai? Tu cho ai? Chính xác, đầu tiên tu cho chính mình, đúng không? Hết chưa? Chưa, tu cho ai nữa? Cho gia đình của mình. Ví dụ trước đó mình nhậu nhẹt, đúng không? Trước đó mình cờ bạc, trước đó là hai vợ chồng cứ tranh cãi với nhau, chửi bới nhau. Trước đó con cái của mình mê game, con cái của mình ăn nhậu, con cái mình không vâng lời. Bây giờ tự nhiên chồng đi tu, vợ đi tu, con cũng đi tu, tự nhiên gia đình hạnh phúc không? Có chứ, có hạnh phúc rồi. Nên mình tu cho mình mà tu cho gia đình của mình có phước nữa. Gia đình của mình có phước nữa. Nên cái dành có khuyên một quý Phật tử. Quý Phật tử đã lớn tuổi rồi, thế là hay đi chùa. Thế là đứa con trai nói thôi mẹ ơi, bây giờ á gia đình mình cũng giàu có rồi, có một căn nhà ở thành phố và một căn nhà ở quê, mẹ muốn ở đâu thì mẹ ở, tiền con chu cấp đầy đủ, nhà cao cửa rộng rồi, mẹ đừng đi chùa vất vả lắm, lỡ tối đi rồi xe cộ rồi mắt mũi không thấy rồi té này té kia rồi lên chùa phức tạp lắm mẹ ơi. Thì cô này mới trả lời, cụ này năm nay cũng bao nhiêu, 80 mấy tuổi rồi, mới trả lời vậy nè: con ơi, cái nhà ở quê, nhà ở thành phố, nhà cao cửa rộng, nhưng lỡ ngày nào mẹ ra đi mẹ không ở trong nhà đó, còn hôm nay mẹ đi tụng kinh này, mẹ đi lễ Phật này, mẹ đi tọa thiền này, mẹ đi nghe pháp này, mẹ làm công đức này, là mẹ đang có từng viên gạch, từng cái cục đá để xây ngôi nhà kiếp sau cho mẹ đấy. Một ngày nào đó con có thương mẹ đi chăng nữa, mà mẹ mất đi rồi mẹ cũng không ở nhà con được, mà mẹ sẽ ở căn nhà riêng của mẹ bằng những công đức của mẹ làm. Đúng không ạ? Nên mình tu là tu cho mình và tu cho cả gia đình của mình. Mình có thể già, mình không làm ra tiền, đúng không quý Phật tử? Nhưng nếu quý Phật tử tu đúng chánh pháp, mình để đức cho con, cho cháu mình đấy. Nên ở đây chúng ta lưu ý, mình thương con, thương cháu không phải là để lại tài sản cho nó đâu. Nhiều lúc mình để lại tài sản cho nó như thế nào? Ý lại, không làm ăn, không buôn bán, mà giàu xính, xin tạch. Nên đây có cái quan điểm mà xây nhà cho cao, mua đất cho nhiều, giữ tiền cho con, cho cháu, đúng không? Đúng tim đen chưa các cụ ở đây? Có không? Có.
Thậm chí những người nào có điều kiện lo con xong rồi, một đứa là một căn nhà, hai căn nhà rồi, bắt đầu con của mình lấy vợ, con của mình lấy chồng, đẻ ra cháu, mỗi đứa cháu một mảnh đất, có không? Có. Tại sao mình nghĩ để của cho con? Nhưng chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta có trí tuệ thì đừng để của cho con. Mà nếu có để của thì cũng phải để một cái khác lớn hơn cái của đó. Đó là để gì? Để gì? Để cái đức cho con mình. Tại vì sao? Có đức mặc sức mà ăn, chứ không phải có nhà có tiền mặc sức mà ăn. Nên không ngờ mình đi tu là mình đang để đức lại cho con cháu, cho gia đình đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Cũng vậy, tu không cần quá cao siêu. Chúng ta giữ năm giới của người cư sĩ rồi: không sát sanh hại vật, không trộm cắp của người, không tà dâm ngoại tình, không nói dối, không nói những lời ác độc, đúng không ạ? Không nói lưỡi hai chiều, không nói lời khoe khoang. Và thứ năm, không sử dụng các chất làm sai làm nguyện. Năm điều này thôi làm cho nguyên cái làng xóm của mình được bình yên hạnh phúc. Với giữ năm cái điều này, có đánh nhau không? Có chửi nhau không? Có trộm cắp của nhau không? Có đi giật vợ giật chồng của nhau không? Không. Rồi có say sưa nghiện ngập không? Thế là cái làng chúng ta buổi tối mình có cần đóng cửa lại không? Sợ ăn trộm không? Không. Đúng không quý Phật tử? Đấy. Nên từ xưa quý Phật tử nhớ, cả xã hội, cả đất nước đều tu thì như nào? Tối không cần đóng cửa, đúng không ạ? Còn thời nay lại khác nha. Thời nay là như thế nào? Cửa đóng then cài, đúng không ạ? Cài rất kỹ mà vẫn sợ. Tại vì sao? Đạo đức xuống cấp. Tại vì trong làng, trong xóm có tàng đăng, xì ke, ma túy, sợ nó không? Sợ chứ, nó qua nó trộm, nhiều lúc mình thấy nó đâm mình nữa. Rồi cửa không đóng then không cài, sợ ăn cướp ăn trộm không? Có chứ, thậm chí cái chuồng gà, chuồng vịt cũng phải làm cửa đóng then cài, đúng không ạ? Nên khi có đạo rồi, có đức rồi thì cửa không cần đóng, then không cần cài. Nhưng bữa nay có một câu một kinh khủng hơn nữa là gì? Rau trồng hai luống, lợn nuôi hai chuồng. Biết câu này không? À, nghĩ ra sao nhỉ? Đúng rồi, mình trồng là hai luống, cái lau này đi bán này, còn cái rau này đi ăn, cái chuồng này đi ăn, chuồng này đi bán. Đạo đức xuống cấp, đúng không ạ? Còn khi mình tu rồi thì họ ăn cũng giống như mình ăn, đúng không? Nên khi mình tu, mình giữ được năm giới rồi, có phải là cho xã hội, cho làng xóm, cho quê hương, cho đất nước, cho đạo pháp, cho dân tộc, cho tất cả chúng sinh? Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên đừng bao giờ nói tu là yếm thế, tu là bi lụy, tu là chán đời, tu là không làm được nhiều điều gì cả. Không có đâu. Tôi tu đấy, tôi tu đúng đó thì tôi được lợi ích, gia đình của tôi được lợi ích, làng xóm, láng giềng, quê hương, đất nước, đạo pháp, dân tộc, muôn vạn loài chúng sinh đều có lợi ích. Nên hãy để cho tôi tu, tạo điều kiện cho tôi tu và cùng tu với tôi. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên hôm nay có một nhân duyên rất là tốt đẹp, đúng ạ? Một nhân duyên lành trong Phật Pháp đó. Mấy hôm nay trời cũng rất là nắng nóng, đúng không? Nhưng hôm nay trời đã mát hơn rất là nhiều rồi, nên thầy trò chúng ta mới ngồi dưới cái mái tôn giữa trưa nắng mùa hè vẫn giảng được, không nóng chút nào, đúng không ạ? À, như vậy nên chúng ta biết Phật cũng đang gia hộ cho thầy trò chúng ta, chư tiên long thành hộ pháp cũng đang gia hộ cho thầy trò chúng ta. Và hy vọng với một bài pháp thoại ngắn này sẽ giúp cho chúng ta thức tỉnh được tâm hồn, sẽ giúp cho chúng ta tìm về nẻo giác, nương tựa vào Phật Pháp mà tu tập. Và sau thời thuyết giảng này, nếu ai chưa quy y thì chúng ta hãy đăng ký với quý thầy ở đây nhé, để quý thầy quy y cho chúng ta, để chúng ta chính thức trở thành người đệ tử tử Phật, đời đời kiếp kiếp sinh ra được gặp chánh pháp, tu tập đến ngày giải thoát và giác ngộ. Kính chúc quý Phật tử chúng ta có một mùa Vu Lan thật nhiều ý nghĩa. Kính chúc quý Phật tử cùng gia đình thân quyến chúng ta sẽ được rất nhiều những phước báo. Tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, chóng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.